Yến và Gấu xin chào cả nhà nha. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì hai mẹ con lần đầu tiên ăn cái này gọi là đồ ngâm tương á. Thực ra là thấy quảng cáo rất là nhiều, cho nên mua về ăn thử coi. Cái này là tôm ngâm tương này. Trứng ngâm tương, Đúng rồi, trứng ngâm tương. Đây là cá hồi ngâm tương, cá hồi. Cái này là mình mua là họ cho đi kèm gia vị. Đây là vừng, vừng trắng. Chắc họ đã rang rồi này. gừng hồng và Wasabi. cuối cùng là nước tương tặng thềm. Đúng rồi. Cái này á thì họ kêu là một hộp như thế này thì được khoảng 12 con tôm. Đây, Yến không biết là trong này có đủ hay không, nhưng mà họ nói với mình là 12 con tôm nha. Và 6 quả trứng. Cá hồi này thì được hình như 200 gram á. Họ cứ cân đúng 200 gram lên họ đưa cho mình thôi á. Đây, bây giờ thì Yến và anh hai sẽ đem đi trình bày ra dĩa đã nhé. Bây giờ thì Yến và Gấu đã chuẩn bị xong rồi. Yến mời cả nhà cùng dùng chung với Yến với Gấu nha. Mời cô chú anh chị với các bạn ăn cơm, mẹ lấy dùm con đưa đũa. Đây là lần đầu mới ăn cho nên thực ra cũng không biết nó như thế nào hết. Thấy người ta ăn nhiều mình cũng nói chung là cái gì cũng phải thử thì mới biết. Rồi hai ăn đi hai. Ăn trứng lòng Ừ. bàn chứ. Cái này thì nghe người ta kêu là ăn với cơm được, cho nên hôm nay hai mẹ con ăn thêm với cơm. Anh hai ăn trứng trước hả? Ăn thấy thì sao? Mặn. Đầu tiên em cũng ăn quả trứng trước ha. Đây, trứng thì họ cắt ra lòng đào luôn nha. Cái trứng này trứng sống họ ngâm hay sao mà ở trong lòng đào luôn đó nha. Này cả nhà nhìn xem này. Đó. Bỏ vô mình thử coi. Nó mặn luôn đó nha. Vừa ăn nó mặn thì không phải đâu. Vừa ăn luôn đó. Trứng mềm, không có tanh. Đúng không hai? Trứng vừa Béo. ăn mềm béo, cái lòng đỏ cực kỳ béo luôn. Ăn với cơm cũng vừa. Nhưng mà được cái không có tanh. Đúng không? Dạ, trứng đầu xưa ăn rồi. Bây giờ trứng là món dễ ăn nhất. Ăn rồi, bây giờ tới tôm đi. Mẹ một con, có một con. Đây. Ai nha. Hai mẹ con, hai con. Rồi. Tôm. Ăn thì nó có cái đồ hơi giòn giòn một chút xíu. Nhưng mà mềm. Mình cảm nhận cái đồ Cây. sệt sệt một chút xíu nhưng mà nó mềm. Tôm mềm. Cây. Hai thấy cay hả? Dạ. Mẹ không thấy cay. Không. Nhưng mà được cái ăn không có nghe mùi tanh nhá. Mình cũng không biết đây là tôm sống đâu. Ăn ăn thấy Yến thấy ăn cái này nó dễ hơn là tôm tôm gì? Thôi. Tôm sống sốt Thái. Yến thấy ăn cái này nó dễ hơn nè. Ở đây họ có cho gừng hồng. Ăn miếng gừng hồng thử coi chứ cũng chưa ăn gừng hồng bao giờ nữa. Hồng ăn lên để cửa đổ qua cái món khác đó. Cái Ăn như trứng xong cái mình ăn một miếng gừng hồng thôi, mình đổ qua cái khác để cho nó rõ vị cái món khác thôi. giống như lại miệng á đúng không? Gừng hồng ngọt, Ngọt đúng không? Gừng. cay, nồng, Gừng, nó là gừng mình chút. vẫn nghe cái vị gừng nha. Nó vẫn hơi the the cay nha, nhưng mà trong đó nó có vị ngọt nữa. Ngọt. Cay, cay the nhẹ thôi chứ không phải thay ke như cái gừng của mình đâu. Nhưng mà nó vẫn thơm mùi gừng nha. Gừng này ngon hơn. Gừng này ngon á, gừng này ăn được á, ăn không gì cũng được luôn. Thêm miếng nữa đi. Rồi bây giờ làm đã trứng rồi này rồi, giờ tới cá hồi nha. Cái hồi khó gấp lắm. Phải Cái đâm cá ra hồi là nữa. cái món mà Yến thấy sợ nhất á. Hơi nén. Hơi rén á. Nó trơn quá Yến cầm tay luôn. Đây, nó trơn quá Yến cầm đũa không Đâm một được. con đâm vào luôn. Nó mềm lắm. Mềm. Cá thì mình cầm mềm nha. Cá mềm mà nó trơn lắm á nha. Đây, ăn thử đi ha. Ô thơm mà. Ý không ngờ cả nhà ơi, Yến ngửi cái nó thơm lắm luôn á. Thơm cực kỳ. Ngắn thơm. Chứ không phải là tan đâu. Ô, tự tin ăn hơn rồi đó nha.
mềm lắm, mềm cắn miếng căng miếng nhỏ thì chấm. Cái hồi này nó béo nha, béo mềm nhưng mà được cái là không có tanh. Yến thử chấm với á. Ồ lúc nãy giờ ăn mà quên cho chút xíu wasabi vô coi sao, biết đâu có cái vị của wasabi nó cay cay hơn chấm miếng nước tương nữa coi. Đó, chấm thì chấm cái đầu này thôi này. Đây có wasabi nó nồng cái vị hơn, nó nồng cái vị như thế. Nhưng mà cá hồi thì thật sự là do cảm nhận của mỗi người, chứ Yến thì thấy nó không ngon luôn á. Mình ngửi thì thơm nhưng mà khi mình ăn thì mình không có cảm nhận được cái vị thơm. Được cái ở đây ngâm là vừa đủ mặn luôn, không mặn quá mà cũng không nhạt quá, nói chung là vừa miệng luôn á. Nhưng mà do Yến không thích cá hồi thôi. Ăn trứng. Ừ, ăn trứng đi. Trứng là con món mà con ăn thấy ngon nhất. Hai là vẫn thích trứng nhất thôi. Trứng rồi con ăn làm đào hoài. Ừ. Có nghĩa là Yến mua hết từng này á là hết 340.000 miễn phí ship với nha cả nhà. Thì làm 200g cá hồi nè, 6 quả trứng, 11 con tôm. Đấy Yến dọn ra đây hết luôn á ha, là hết 340.000. Thì với cái giá này thì so với cái này mình ăn á thì mình không có lấy chuyện mắc hay rẻ, nhưng mà họ phải có lời nữa. Nhưng mà ăn á thì lần đầu mình ăn cho biết, chứ nói mà để mà thèm mà ngon thế thèm luôn á thì chắc có lẽ là ăn xong lần này thì cũng không có thèm đâu. Đúng không ai? Có táo. Có trứng có rất ngon. Nó có táo. Tại vì do Yến không quen ăn đồ sống hay sao á, nhưng mà mấy món này Yến ăn xong á thì Yến vẫn cảm thấy là mình, như tôm thì Yến vẫn thích là tôm hấp hoặc tôm nướng hoặc tôm luộc hoặc là tôm sốt bơ hơn, chứ cũng không có thích tôm này. Đó, trứng làm đào là ok, trứng làm đào thì cũng hay ăn. Còn như cá hồi rồi thì vẫn thích nấu canh chua hoặc là cái gì hơn, chứ không có thích ngâm tương vậy. Mẹ còn chưa ăn, mới ăn được có mấy miếng cơm mà sao vẫn cứ thích trứng nhất thôi cả nhà. Chứ thực ra thì mấy cái này chắc không hảo hay là không hợp hay là ăn chưa quen thì Yến không biết á. Nhưng mà được cái chỗ này ướp ngon, do cái vị của Yến là Yến không thích ăn đồ sống thôi. Giờ ăn trứng đi. Thôi ăn cơm với trứng đi. Đây. Trứng luôn. Ồ trứng á, bỏ cầm cái nó mềm nha. Yến cầm trứng là trứng nó mềm ở trong luôn nè, chứ nó không cứng, nó mềm gần giống như là trứng sống vậy đó. Thì thích trứng ngâm tương hơn, tại trứng gấu hay ăn trứng lòng đào. Yến bẻ ra này. Cả nhà. Ồ, cái lòng đào nè. Cái lòng đào nó chưa bị bể ra luôn á. Hay được. Hay bể đại thôi đó. Cái này mà lấy đũa mà xâm vô một cái thì lòng đào nó chảy ra này đó. Mình lấy đũa mình xâm ra cái lòng đào nó ra này. Họ ngâm rất là hay nhá. Yến phải công nhận họ ngâm rất cái là hay. Con, cái này của con nó chín hơn. À. Cái của anh Hai chín hơn. Ừ, ngon. Chỉ có hết đúng một món trứng. Trứng là tuyệt vời, quá tuyệt luôn. Con có ăn trứng lòng đào mà ăn kiểu thường thì nó lạt quá nên con cũng ít ăn. Mà trứng này ngâm tương là nhà nó đã lòng đào đóng một yêu thích rồi mà ăn vị nó vừa luôn. Cái trứng ngâm, cái lòng trắng chỗ này này, cả nhà thấy không? Bị rớt rồi đó, nó còn chảy như thế này nè. À, mềm. Ngon lắm. Ăn hơi cay cay. Có táo đỏ luôn. Táo ngọt. Đây là miếng trứng, trứng cơm. Đặc điểm là cánh cái nè, bóp cái. Bóp cái. Đã không? Thấy trứng đã ghê á. Hai mẹ con cái gì cũng trứng thôi. Con tôm mẹ con kìa. Tôi không mẹ còn nhiều lắm. Con ăn hết con tôm à. Hay con nói thật nha, theo cảm nhận của con thì con rất thích trứng, nhưng đối với tôm với cá hồi thì con ăn không thấy không có thích. Do ăn không có quen. Với lại là ăn nó thấy nó cứ sợ sợ nên không, thế là không mạnh dạn tự tin ăn. Thế hồi review họ ăn thấy ngon lắm, ngon lắm luôn. Cái này do khẩu vị của mỗi người. Yến thì thực dạng như là truyền thống hơn, ăn theo những món truyền thống thì nó sẽ thấy ngon miệng hơn á. Nhưng mà
con phải công nhận trứng cực kỳ ngon, cực kỳ hợp với khẩu vị của con. Trứng quá tuyệt vời. Trứng tay luôn. Nó là táo hả? Ừ, táo. Ăn vừa miệng luôn. Hành pha rô. Hành pha rô. Ngon. Ăn hay thấy là hay không hợp với đồ sống rồi đó. Anh hai con cảm nhận theo con suy nghĩ á, là bờ sống 100% thì con không ăn, nhưng nếu mà chúng ta tái sơ qua thì, tái sơ qua chẳng hạn như là cá miếng cá hồi nha, chúng ta úp hai mặt cho nó vàng lên cho nó không cái là mình nhìn vô mình không thấy sống là con ăn thấy ngon. Cá hồi là gì ta, củ gì ta, củ gừng á, chắc củ gừng. Nó căng luôn. Tôm thì mềm giòn, mình cảm giác nó hơi giòn giòn một chút xíu, và ăn là vừa vị đậm vị á, nêm nếm là vừa ăn, ngâm là vừa ăn luôn. Ăn chín thứ mấy rồi? Chín thứ nhất á. Còn ăn không chín thứ hai rồi. Ăn cái này ăn chung với cơm là hợp lắm nha. Bữa ăn của con với mẹ Yến tới đây thì cũng đã kết thúc rồi. Ai cũng nôi căng hết. Nếu mà mọi người thấy video này hay á, thì hãy cho một like, một share, một subscribe, một đăng ký kênh nha. Bye bye, hẹn gặp lại tất cả.